Thưa quý vị, các chàng trai và cô gái, hãy tập trung lại khi chúng tôi giới thiệu các ngôi sao của chương trình ngày hôm nay, những robot BDX đáng kinh ngạc đến từ thế giới đầy mê hoặc của Disney. Hãy tưởng tượng sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và phép thuật của Disney, được biến thành hiện thực bởi không ai khác ngoài những kỳ quan robot quyến rũ này. Được hỗ trợ bởi máy tính chế tạo robot Jetson, những robot này không phải là robot thông thường, chúng đang thực hiện sứ mệnh xác định lại những gì có thể làm được trong lĩnh vực chế tạo robot. Nhưng xin chờ chút nữa. Những sáng tạo khéo léo này đã mài giũa kỹ năng của chúng trong việc điều hướng các môi trường phức tạp nhờ có Isaac Sim, khiến chúng trở nên nhanh nhẹn nhưng cũng đáng yêu. Từ việc băng qua các thành phố nhộn nhịp đến chinh phục thế giới ảo, những robot này sẵn sàng gây ấn tượng và ngạc nhiên với sức mạnh của chúng. Này các bạn, tôi hiểu các bạn được cung cấp năng lượng bởi Jetson. Họ được cung cấp bởi Jetson, các máy tính robot Jetson nhỏ bên trong. Chúng học cách đi bộ trong Isaac Sim. Thưa quý vị, đây là Orin và đây là Green nổi tiếng. Họ là những robot BDX của Disney, một nghiên cứu tuyệt vời của Disney. Amazing Disney research. Nào, các bạn, kết thúc đi, đi thôi. Let's go. Năm việc, anh đi đâu vậy? Tôi ngồi ngay đây, đừng sợ, lại đây, Green. Nhanh lên. Anh đang nói gì vậy? Don't be afraid. Come here, Green. Hurry up. Không, chưa đến giờ ăn. Chưa đến lúc. Tôi sẽ cho bạn một bữa ăn nhẹ trong giây lát. Hãy để tôi làm xong thật nhanh. I'll give you a snack in a moment. Let me finish up real quick. Thôi nào, on, Green, Green hurry up. Nhanh lên. Đừng Stop. Lãng phí thời gian nữa. Wasting time. Năm điều. Đầu tiên, một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Mọi trung tâm dữ liệu cần được tăng tốc. Các trung tâm dữ liệu được lắp đặt trị giá hàng nghìn tỷ đô la sẽ được hiện đại hóa trong vài năm tới. Thứ hai, do khả năng tính toán mà chúng tôi mang lại, một cách sản xuất phần mềm mới đã xuất hiện, AI tạo ra, sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng mới dành riêng để thực hiện một việc và chỉ một việc, không dành cho các trung tâm dữ liệu nhiều người dùng, mà là máy phát điện AI. Những máy phát điện AI này sẽ tạo ra phần mềm cực kỳ có giá trị. Thứ hai, máy tính của cuộc cách mạng này, máy tính của thế hệ này, AI có khả năng tạo ra hàng nghìn tỷ thông số, lái trèo, số lượng máy tính và điện toán điên cuồng. Tôi đang cố gắng tập trung. Làm tốt lắm. Thứ ba, máy tính mới tạo ra các loại phần mềm mới. Loại phần mềm mới nên được phân phối theo cách mới để một mặt nó có thể trở thành điểm cuối trên đám mây và dễ dàng sử dụng. Để sử dụng, nhưng vẫn cho phép bạn mang nó theo vì đó là trí thông minh của bạn. Trí thông minh của bạn nên được gói gọn theo cách cho phép bạn mang nó theo bên mình. Chúng tôi gọi họ là NIM. Và thứ ba, những NIM này sẽ giúp bạn tạo ra một loại ứng dụng mới cho tương lai. Không phải loại ứng dụng mà bạn viết hoàn toàn từ đầu, mà bạn sẽ tích hợp chúng giống như các nhóm tạo ra những ứng dụng này. Chúng tôi có khả năng tuyệt vời giữa NIM, công nghệ AI, công cụ, demo và cơ sở hạ tầng, DGX Cloud, trong AI Foundry của chúng tôi để giúp bạn tạo các ứng dụng độc quyền, chatbot độc quyền. Và cuối cùng, mọi thứ chuyển động trong tương lai sẽ là robot. Bạn sẽ không phải là người duy nhất, và những hệ thống robot này, cho dù là cánh tay hình người, xe tự lái, xe nâng, cánh tay điều khiển, tất cả đều sẽ như vậy. Cần một thứ, sân vận động khổng lồ, nhà kho, nhà máy. Không thể có nhà máy là nhà máy điều khiển robot. Dây chuyền sản xuất là robot, chế tạo ô tô là robot. Những hệ thống này đều cần một thứ. Chúng cần một nền tảng kỹ thuật số, nền tảng song sinh kỹ thuật số. Và chúng tôi gọi đó là Omniverse, hệ điều hành của thế giới robot. Đây là 5 điều mà chúng ta đã nói hôm nay. NVIDIA trông như thế nào? Khi chúng ta nói về GPU, tôi có một hình ảnh rất khác. Khi mọi người hỏi tôi về GPU, đầu tiên tôi thấy một loạt phần mềm và nhiều thứ khác. Như thế, và thứ hai, tôi thấy cái này. Đây là những gì chúng tôi đã thông báo với bạn hôm nay. Đây là Blackwell. Đây là bộ vi xử lý tuyệt vời. Amazing processors.
NVLink switches, bộ chuyển mạch NVLink, hệ thống mạng và thiết kế hệ thống là một điều kỳ diệu. Đây là Blackwell, và đây chính là hình ảnh GPU trong tâm trí tôi. Nghe này, cam, xanh, tôi nghĩ chúng ta có thêm một món quà nữa cho mọi người. Bạn nghĩ sao? Có nên không? Được rồi, chúng tôi có một thứ nữa muốn cho bạn xem. Hãy lăn nó đi. Cảm ơn, chúc GVC vui vẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến. Cảm ơn các bạn.